em xin kính chào các thầy cô ạ. Em tên là Lương Thị Thúy, lớp đại học sư phạm âm nhạc K1, truyền thông trường đại học nhạc ngoại trung ương. Sau đây em xin trình bày phần thi nhạc cụ tự chọn của mình. Thứ nhất là phần gam, thứ hai là tác phẩm Làng Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao ạ.